ta muốn buông bỏ. Một người trẻ nói điều đó có quá bi kịch cuộc sống không? Không, nếu không có nó, tôi sẽ không tìm được sứ mệnh của cuộc đời mình. Vậy thì sứ mệnh cuộc đời của nhân vật ngày hôm nay là gì? Chúng ta sẽ gặp gỡ Bá Tăng Minh Hiếu trong khoảnh khắc cuộc đời năm thứ 3. Chương trình Khoảnh khắc cuộc đời với đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện với sự tài trợ của chuỗi nhà hàng ẩm thực Trần. Chào mừng quý vị đến với Khoảnh khắc cuộc đời năm thứ 3. Và ngày hôm nay chúng ta rất vui được gặp MC Bá Tăng Minh Hiếu. Dạ. Minh Hiếu này, em còn sợ camera không? Dạ, hiện tại đến giờ mỗi lúc mà nhìn camera như thế này thì vẫn rất là hồi hộp, tim vẫn đập. Dạ, bởi vì khi mà mình ngồi trước khán giả như thế này, ngồi trước một tiền bối trong nghề là đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh, thì quý vị biết không ạ, Bá Tăng Minh Hiếu vô cùng hồi hộp. Chưa kể là ngày hôm nay mình lại không nói quá nhiều về những chuyện xung quanh mà mình lại nói về chính mình. Thế là mình được sống với nội tâm, sống với cảm xúc của mình. Có một cái gì đó nó lại khắc khoải hơn, nó lại khiến cho mình phải chắt lọc câu từ để mang đến cho quý vị những cái giá trị tinh thần tích cực nhất. Tại sao tôi lại hỏi cô đó? Vừa rồi thì tôi có theo dõi ở trong cái workshop, Minh Hiếu vừa rồi có làm một cái chuyên đề là vượt qua nỗi sợ camera. Anh nghĩ là em đã bớt sợ nhiều rồi, thậm chí không sợ nữa. Nhưng mà các bạn nghe câu chuyện của Hiếu thì phải biết vượt qua nó thế nào, đúng không Hiếu? Dạ đúng rồi. Chương trình mà anh Vũ Thành Vinh nói thưa quý vị đó chính là Bàn Tròn MC. Khi quý vị nghe đến tên này, quý vị đã thấy nó mang tính chất hội họp rồi, mang tính chất gọi là cùng bàn luận một điều bàn gì đó. Bàn tròn đúng không? Dạ. Hôm nay mình ngồi không phải bàn tròn. Hôm nay là bàn một bàn chữ V. Dạ đúng rồi. Victoria là đúng, chiến đúng. Thắng chiến thắng chính bản thân mình để mình tiếp tục có những khoảnh khắc mới. Đúng. Dạ. Ngày hôm nay không thể ngồi đây mà kể hết về nhiều khoảnh khắc cuộc đời mà Hiếu đã trải qua. Nhưng trong khoảnh khắc này, nếu chỉ chọn một khoảnh khắc để kể cho quý vị khán giả nghe, thì Bá Tăng Minh Hiếu sẽ chọn khoảnh khắc nào? Đó là một khoảnh khắc mà đối với Hiếu nó chỉ có hai từ, là sinh tử. Bởi vì trong năm vừa qua, gia đình Minh Hiếu đã trải qua một khoảnh khắc như vậy. Có nghĩa là cái điều đó nó không xảy đến với mình, mà nó xảy đến với gia đình của mình. Lúc đó mình sẽ cảm thấy là cái sự giao thoa giữa sinh và tử nó rất mong manh. Mà trước đây khi mình sống, mình nghĩ là mình đã tận hưởng cuộc sống rất là trọn vẹn. Mình đi đường, mình thấy một con sóc trèo từ dưới đất lên cây, mình cũng cảm thấy hạnh phúc. Mình nhìn thấy một con sông êm đềm, mình cũng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà đó chỉ là những cái hạnh phúc ở một cái bề nổi, ở một cái bề chúng ta gọi là tích cực. Cuộc sống đôi khi nó cần những cái cú vấp, nó cần những cái cú rớt xuống vực thẳm, để lúc đó chúng ta mới biết được là chúng ta phải kiên cường hơn nữa như thế nào. Thì sau khoảnh khắc đó, Minh Hiếu cảm thấy là bây giờ mình sống, mình đã được giúp đỡ rất nhiều ở khoảnh khắc đó. Thì tới bây giờ, ngoài làm công việc MC, thì Hiếu nghĩ là ok, mình đã đạt tới được một cái mức độ nói đủ để người ta chấp nhận và người ta cảm thấy là có những lời tích cực dành cho mình. Thì mình phải đem cái điều đó mình lan tỏa cho xã hội. Hiếu muốn làm nên những chương trình từ chính giọng nói của mình, từ chính khối óc của mình, mà đó phải là những chương trình giúp con người nhìn được những chiều sâu của cuộc sống. Và nhân vật của chúng ta ngày hôm nay gọi đó là sứ mệnh. Thật ra thì cuộc đời cuối cùng sinh và tử không ai có thể vượt qua được. Chúng ta đến với cuộc đời này thì đã đến rồi, coi như cái phần sinh đã xong. Dạ. Và phần chết đến một lúc nào đó anh cũng phải chấp nhận điều đó. Dạ. Như vậy thì người ta hay nói là chúng ta sống lâu hay sống sâu, và cuối cùng là chúng ta sống để làm gì và mang lại sứ mệnh gì mới là quan trọng. Dạ chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ focus vào sứ mệnh của nghề nói mà em đã theo đuổi. Đối với bản thân của Minh Hiếu, lời nói có một cái sức mạnh rất kỳ lạ. Nó có thể cứu sống một con người, mà nó cũng có thể khiến cho một con người mất đi tất cả. Vậy thì tại sao chúng ta lại không đi về cái hướng tích cực nhiều hơn? Mà thực sự trong thời điểm bây giờ, sau rất là nhiều những biến cố chung của thế giới, thì con người ngày càng muốn gần gũi với nhau hơn, sống tình cảm hơn, quan tâm nhau hơn, thì chúng ta vẫn phải quan tâm bằng lời nói lẫn hành động. Thì MC là một công việc mà tích hợp được cả hai yếu tố đó. Anh đồng ý nhất với cái quan niệm của Hiếu trong cuộc sống đó, nếu mà chúng ta biết dùng ngôn từ của mình, nó có thể thay đổi, nó có thể chữa lành, thì đó là nhiệm màu chứ còn gì nữa. Dạ. Tại sao chúng ta không mang những cái điều tốt đẹp gửi trao bằng cái ngôn ngữ của chúng ta, bằng sự hiểu biết của chúng ta? Ngày nay thì khi mà mở mạng xã hội ra, đôi khi chúng ta sẽ buồn vì những lời phát ngôn và chúng ta suy nghĩ nhiều về cuộc sống. Dạ đúng.
Nhưng đến tận cùng, nếu chúng ta biết dùng ngôn ngữ của mình, đặc biệt là những cái người mà được trao sứ mệnh như của em á, dạ, không phải chỉ nói hay, nói đẹp, mà phải nói có chiều sâu ý nghĩa nữa. Rất là mong những cái lời nói nhiệm màu này mỗi một ngày sẽ được nhân rộng hơn nữa. Cho nên bản thân Hiếu khi mà ngoài làm công tác MC thì Hiếu muốn làm ra những chương trình về nói, như là có hai chương trình mà Hiếu rất muốn khoe với anh Vinh ở đây, đó chính là Lời Nói Nhiệm Màu và Bạn Tròn MC, như lúc nãy anh Vũ Thành Vinh có nói. Yeah. Đó là hai đứa con tinh thần, hai niềm tự hào rất là lớn đối với Hiếu. Hiện nay cái mô hình mà cụ thể em đã triển khai nó đã đạt được những cái hiệu quả gì? Hạnh phúc lắm, bởi vì trong mùa dịch vừa rồi thì Minh Hiếu làm phiên bản online. Và thực sự ban đầu của mình nghĩ là nếu như được vài chục người tham gia thì đó là một cái dấu hiệu rất là tốt. Nhưng mà con số nó còn vượt hơn như vậy nữa anh Vinh. Có rất nhiều những hoàn cảnh đặc biệt, ví dụ như là có những cậu bé là một nhạc công piano khiếm thị, có những cô gái bị teo tay teo chân, thì họ nghe râm ran đâu đó có Lời Nói Nhiệm Màu và họ đã phải tự mày mò từng cái chân đế điện thoại để họ quay clip. Và họ quay, họ không biết là ban tổ chức sẽ nhận được và sẽ chấp thuận được những thí sinh như vậy vào chương trình hay không. Họ có một cái nỗi tự ti lớn đến mức như vậy. Và online, Minh Hiếu rất vui mừng là hội tụ đủ cả mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề, và ai cũng có những bộ trang phục rất là giản dị. Bá Tăng Minh Hiếu, với cái công việc người dẫn chương trình thì không còn xa lạ với quý vị khán giả truyền hình nữa. Nhưng cậu ấy đã chuyển biến qua một chặng đường mới. Dạ. Không chỉ là đứng dẫn mà còn dẫn dắt người ta vào những câu chuyện mà có ý nghĩa nhiều hơn. Và anh được biết em cũng bắt đầu có một bước chuyển về chính bản thân của mình, đó là chuyển qua công việc sản xuất. Khá thú vị. Dạ. Cái công việc là liên quan đến anh nhiều đấy. Dạ vâng, đúng rồi. Bởi vì khi mà Minh Hiếu làm, Minh Hiếu mới hiểu được là để có một sân khấu như thế này thì rất nhiều sự vất vả, rất nhiều sự tâm huyết. Quý vị nhìn thấy bây giờ anh Vinh veston rồi, thần thái rất là đỉnh đạt, rất là đẹp. Thì trước đó anh ấy đã phải suy nghĩ lo âu rất là nhiều cho sân khấu này cùng với ekip. Minh Hiếu chỉ là làm những chương trình nhỏ bằng cái tâm huyết thật là lớn. Bởi vì sau này Minh Hiếu cũng rất muốn là sẽ có một sân khấu như thế này, Lời Nói Nhiệm Màu sẽ đến được với một nhà sản xuất lớn hơn nữa. Có thể là Minh Hiếu sẽ làm một biên tập viên hoặc là một người chạy sâu cánh gà cũng được, để mà mình có thể truyền tải hết được những cái tâm huyết, những cái điều trăn trở của mình trong chương trình này. Cái đó vẫn là điều mà Minh Hiếu rất là mơ ước. Nhưng mà khi nghe câu chuyện của Minh Hiếu thì anh cảm nhận được cái tâm của em dành cho cái nghề. Anh cũng bắt đầu từ cái nhỏ nhất. Yeah. Và đến bây giờ thì anh nghiệm ra một điều như vậy này. Thật ra không có chương trình nhỏ và có chương trình lớn. Yeah. Có cái tâm lớn hay nhỏ thôi. Có những chương trình nhỏ nó vẫn có những cái phân khúc riêng, và mình phải can đảm đi theo con đường đó. Anh thấy em là một người tích cực và luôn luôn mang cái tín hiệu hạnh phúc đến cho mọi người. Có một cái câu đầu chương trình mà Minh Hiếu có nói là có những khoảnh khắc khiến ta muốn buông bỏ. Có những lúc mà mình tưởng đâu là mình đã mất đi tất cả, bao gồm cả người thân, bao gồm cả những hoài bão, những ước vọng lớn của mình. Nhưng mà những lúc đó thì quý vị biết ai là người đã mang đến cho Hiếu một cái niềm hạnh phúc lớn không ạ? Đó chính là tình người. Lúc trước thì mình nghĩ là khi con người sống với nhau, chỉ cần là gặp nhau chào hoặc là trao cho nhau những buổi gặp gỡ là đủ. Nhưng mà thật sự con người ta cũng phải cần gặp những lúc khó khăn. Những lúc đó thì cái sự hạnh phúc nó lại hiển hiện rất là rõ. Nó phải có cái tiền đề từ trước đó, tức là tiền hạnh phúc. Là trước đó chúng ta phải sống như thế nào đó, chúng ta phải cho đi hạnh phúc trước. Mà chính chúng ta phải có được những điều đó từ việc cảm thụ từng cái thứ nhỏ nhất trong cuộc sống mình hàng ngày. Mỗi cái ví dụ như là mình gặp bác bảo vệ, mình chào một cái, tiện đến một ngày tất cả những cái nguồn năng lượng đó nó hội tụ đúng lúc mà mình nghĩ là mình rơi vào cái hố sâu rồi. Thì chính những hạnh phúc đó nó là những cái đám mây, nó từ đâu nó bay đến và nó đỡ mình lên một cách mình không ngờ đến. Bạn hãy nhớ ngay từ bây giờ, bạn hãy sống thật là hạnh phúc. Bạn cho đi hạnh phúc thì lúc đó bạn đã hạnh phúc, và hạnh phúc đó sẽ nhân lên, và đó là ý nghĩa cuộc sống của Bá Tăng Minh Hiếu. Để có được cái khoảnh khắc mà Bá Tăng Minh Hiếu ngồi đây nói về những điều tích cực, những điều hạnh phúc. Dạ. Vậy thì trở lại cái mệnh đề đầu tiên, cái việc gục ngã và bỏ cuộc nó đến vào thời điểm nào và tại sao nó lại có sự thay đổi lớn như thế? Dạ, đó là những lúc mình không được công nhận. Anh thấy điều đó nó đến với mọi người á, anh cũng có những lúc như vậy cơ mà. Dạ, nhưng mà nó có một cái thế này. Dạ. Cuộc sống nó có những cái lớn với người này, nhỏ với người kia, hoặc là nhỏ với người này nhưng lại rất lớn đối với người kia.
khi mà Minh Hiếu dành một cái tâm huyết rất là lớn cho một điều gì đó. Cụ thể? Ví dụ như là nói về Bàn Tròn MC, có một cái tập Minh Hiếu muốn mời một vị tiền bối, thì ai cũng nói là chú ấy là một người rất là yêu nghề, nhưng mà hầu như là chỉ là ngày xưa được khán giả biết đến nhiều. Và Minh Hiếu quyết tâm, mình đã tích góp, mình đã gom góp lại rất nhiều những cái ý tưởng, những cái tâm huyết để mà mình mong muốn là chú ấy sẽ tiếp cận được với các bạn trẻ. Chương trình đó khi Minh Hiếu làm, chỉ có Minh Hiếu, vị khách mời đó và một khán giả. Và thực sự ngay khi mà khung hình hiện lên, Minh Hiếu cảm thấy là mình bị mất tinh thần hoàn toàn. Thì lúc đó Minh Hiếu thật sự mình phải kéo về tinh thần của mình, bởi vì dù còn một khán giả mình vẫn nói. Và khi mình trải qua từng khoảnh khắc chỉ có ba con người với nhau, thậm chí Minh Hiếu post lên livestream trên trang mạng xã hội cũng không được ủng hộ. Và mọi thứ nó đưa Minh Hiếu đi vào một cái thế cục mà Minh Hiếu đặt ra rất nhiều dấu chấm hỏi trong lúc chương trình diễn ra. Cho tới khi mà chương trình kết thúc, cái cảm giác mà những tập trước đó Đan Vinh nó rất được ủng hộ, bỗng nhiên tới một tập nó rơi vào một cái điểm mà gọi là điểm chết luôn, điểm mà tối nhất của một chương trình, thì cái cảm giác nó bị trên dữ lắm. Và mình sẽ nghi ngờ, nghi ngờ về chính bản thân mình nữa. Dạ, cho tới khi mình biết ra là mình tiếp cận và mình làm nó theo một cái phương cách nó không hợp lý. Và cái đối tượng khán giả mà mình tiếp cận, cái chủ đề mà mình đặt ra, cái khách mời mà mình mời, mình chưa có biết cách nâng họ lên để mà họ tiếp cận với khán giả bây giờ. Mình vẫn còn những cái tư duy nó khá là truyền thống. Thế là sau vụ đó, Minh Hiếu lại quyết tâm. Thật ra thì anh muốn cái tinh thần đó, qua cái câu chuyện của Minh Hiếu vừa chia sẻ, chúng ta nhận thấy được rằng đôi khi chúng ta sẽ rơi vào cái hoàn cảnh chúng ta đang mong chờ một điều gì rất là lớn, và bỗng chốc nó không được như cái điều đó, mà nó còn tệ hơn, nó giảm xuống một cách chúng ta không ngờ tới được. Và chúng ta phải làm gì? Và rất là mừng khi em lại tiếp tục bước đi để tìm ra cái gì là cái mà chúng ta hạn chế, chúng ta chưa làm được. Anh có đọc được một cái chia sẻ khá thú vị từ Hiếu: nổi tiếng chưa bao giờ là đích đến, chỉ có thành công trong công việc mới là đích đến. Tuổi trẻ ai cũng tham vọng. Cách đây một năm, chỉ mới một năm thôi, Minh Hiếu luôn nghĩ là khi mình làm một công việc nghệ thuật, nếu mình không được khán giả biết đến, nếu mình không được đặt chân lên những sân khấu mà được cả triệu khán giả cả nước vỗ tay theo dõi, thì mình sẽ mãi mãi là như vậy, và mình nên chuyển sang một công việc khác đi. Bởi vì mình làm nghề cũng đã được đến một cái thời gian, đối với nhiều người là nó cũng khá ổn để mà mình có thể có một cái bước tiến nhảy vọt lên. Nhưng có những cái gì đó mình muốn nó cũng không được. Và tại sao mình lại phải luôn đặt một cái áp lực lớn đối với cuộc sống của mình? Và đối với Minh Hiếu, với cái thời khắc mà Minh Hiếu đã nói là gia đình Minh Hiếu trải qua những cái biến cố như vậy, thì lúc đó danh vọng, tiền bạc đối với mình nó là con số không. Mình không có còn màng đến lúc đó nữa. Cho nên Minh Hiếu tìm ra được một cái ý nghĩa trong cuộc sống của mình, là mình sống, mình cho đi, mình vui hơn rất là nhiều. Có nhiều người nói là bản thân mình chưa được gì lớn lao mà bày đặt cho đi. Liệu mình có đủ nuôi, nuôi ở đây là nuôi sống kinh tế, nuôi sống cái gọi là cái nem, cái thương hiệu trong nghề hay không? Tại sao không đợi tới lúc nổi tiếng, hay là bao giờ thì mình nổi tiếng? Tại sao mình không mang cái tiếng thơm, mình không mang những cái tiếng nói của mình đang có bao nhiêu, mình làm bấy nhiêu, sức mình nhỏ, mình làm những việc vừa với sức mình. Dần dần mỗi ngày khi mà cái nội lực của mình nó đủ mạnh, Minh Hiếu không đặt nặng sự nổi tiếng, nhưng Minh Hiếu phải đặt nặng cái nội lực. Có là mỗi ngày nội lực mình phải càng nghe càng mạnh, và mình phải đạt đến được một ngày là chính bá tăng Minh Hiếu nói riêng trước. Mình phải trở thành một con người mạnh mẽ, kiên cường, chứ không phải là một con người mà đụng bất cứ chuyện gì cũng có thể thất vọng nữa. Sự mạnh mẽ của em ngày hôm nay thấy được là trong giọng nói, trong khát vọng, trong ánh mắt của em. Bây giờ khoảnh khắc cuối này, anh muốn cho em tưởng tượng đây chính là cái bàn tròn MC mà em đã gầy dựng lên. Anh sẽ cho em 3 mệnh đề để em nói. Em sẽ là nhân vật chính ở trong cái bàn tròn đó. Em sẽ nói với chính mình trước, sau đó nói với gia đình em, và cuối cùng nói với khán giả của Bá Tăng Minh Hiếu. Bây giờ đầu tiên Bá Tăng Minh Hiếu hãy nói về chính bản thân mình. Hiếu ơi, có những lúc Hiếu luôn cảm thấy là mọi điều Hiếu làm như là một mình đang đơn độc đi trên cái con đường đó. Hiếu là một người rất mạnh mẽ, một khi đã quyết tâm làm gì là làm bằng được. Cho nên Hiếu chỉ cần biết ngày hôm nay Hiếu làm, Hiếu phải quyết tâm để mai sau sẽ có một người nào đó nữa tiếp nối Bá Tăng Minh Hiếu, làm tiếp những việc này của lên nhà Hiếu.
và sự cố gắng đó còn có những người thân bên cạnh mình, đặc biệt là gia đình. Vậy thì nói với gia đình của mình, Hiếu sẽ nói điều gì? Con biết là ba má thấy con làm rất là nhiều cái cho người ta. Và ba má nói là làm gì làm, nghĩ cho bản thân mình tí. Có những lúc con cũng hơi quên đi thời gian ở bên ba má. Nhưng mà ba má biết sao không? Con luôn thương ba má rất nhiều. Và hiếm khi nào con nói trước truyền hình tâm sự của con với ba má như vậy. Con mong là ba má hãy tin con. Thằng Hiếu ngày xưa nó có thể là đụng bất cứ chuyện gì, nó cũng có thể rớt nước mắt. Nhưng mà bây giờ khi nó bươn chải ngoài xã hội, con biết con phải làm gì. Và con sẽ luôn để cho ba với má tự hào. Ba cũng biết là dù thế giới có bỏ con, ba má vẫn không bỏ con. Và quan trọng là con sẽ không bỏ con. Đời người sống một lần, ba má hãy cho con tung tẩy hết sức của con. Và con sẽ không bao giờ quên gia đình của mình. Chính gia đình con mới có được con ngày hôm nay ngồi ở đây. Con cảm ơn ba má. Anh cũng cảm ơn ba tặng mình yêu rất là nhiều, đã có những phút trải lòng. Dạ. Trên cái đích để đến thành công thì bản thân của mình là cái người phải quyết định. Dạ đúng rồi. Chung quanh có những người thân, và còn gì tuyệt vời hơn nữa lại có những khán giả đồng hành. Và khán giả của Minh Hiếu đang rất mong chờ, nếu nói với họ, ba tặng Minh Hiếu sẽ dành những lời gì? Hiếu yêu mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều, bởi vì mọi người chính là động lực của Hiếu. Và hy vọng là mỗi sớm mai mọi người thức dậy, có thể mọi người không cần nhớ đến Hiếu đâu, mọi người hãy nhớ đến những gì mà mọi người đã nghe, đã thấy, đã có được từ một chương trình nào đó của Hiếu làm. Thì đó chính là điều mà Hiếu mãn nguyện nhất. Và đời người chúng ta sống có một lần à. Mọi người hãy sống yêu thương nhau nhiều hơn, thông cảm tha thứ cho nhau nhiều hơn, dùng những lời nói đẹp nhất dành cho nhau. Trong ngay khoảnh khắc này, tôi cảm thấy một cái sự ấm áp em đã gửi trao cho chính tuổi trẻ, cho thanh xuân của mình. Và tôi tin rằng với sự cố gắng thì cái sứ mệnh mà Minh Hiếu đã trao gửi, anh ấy sẽ đạt được mục đích của mình. Và chúc mừng em với tất cả những hành trình, những cố gắng, những nỗ lực. Chúc cho em mạnh mẽ và tiếp tục đi trên con đường mà cái đích đến mà em đã đặt ra, đó là sự tử tế với công việc. Cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn anh Vũ Thành Vinh. Minh Hiếu này, hãy nói một điều gì đó để cho những khoảnh khắc sắp tới. Khoảnh khắc ơi, hãy đến với tôi chờ bạn. Minh Hiếu vẫn ở đây, sẵn sàng chinh phục bạn. Và chắc chắn chúng ta sẽ làm ra được những câu chuyện ý nghĩa trong cuộc đời này. Những câu chuyện mang tên khoảnh khắc cuộc đời. Có những khoảnh khắc sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn. Bạn có tin vào điều đó không? Câu trả lời xin dành cho bạn. Còn ngay giây phút này, chúng tôi cảm ơn quý vị đã yêu thương và đón nhận khoảnh khắc cuộc đời vào khung giờ quen thuộc 22:45 trên HTV9. Còn bây giờ chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình Khoảnh khắc cuộc đời với đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Truyền thông Khang thực hiện với sự tài trợ của chuỗi nhà hàng ẩm thực Trần. Nếu quý vị khán giả có những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa, hãy chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email htvkkcd.2019@gmail.com hoặc qua số hotline. Hãy cùng lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với cuộc sống.